Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 111 triệu token có kỷ hiệu là HTMON được xây dựng trên nền tảng của HobbyEcoChain nha các bạn. Thì một token này đã list trên Coinbase cũng như là đã list sàn LBAN các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở tờ rom start chatbot. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn phải lướt cấp trang các bạn. B. Trong hiện tại thời trong kỳ giảm giá nên các bạn cố gắng tìm những cái đồng coin các bạn lưu trữ như thế các bạn. Sau này giá coin nó mà lên là chết. Nó đã list trên Coinbase là LBAN và Discord và Kawin nè các bạn. Rồi bạn bấm vào continue. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nè. Nhiệm vụ thứ hai các bạn follow Twitter nữa nè. Trên Twitter nó thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt đáp lại nè. Follow Twitter and like và retweet bot luôn các bạn. Rồi các bạn follow tiếp dự án thứ hai nữa các bạn. Theo dõi nè. Phan các bạn để bài nào ta. Rồi tiếp tục các bạn retweet bot nè. Các bạn nhấp vào một retweet một bot nha các bạn. Bạn bot bài này nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn chụp dẫn cho tweet nè. Các bạn tan vậy người bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn tweet lên nè. Rồi các bạn mới đáp lên nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn xin chào kênh trailer tiếp tục nè. Mình đã xin gọi các bạn. Tiếp tục các bạn follow và like và retweet bot. Tiếp tục bài thứ hai của nó nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉnh dẫn như tweet nha các bạn. Rồi bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn test lại nè. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Tiếp tục bạn bấm vào submit detail nè. Nó có join group không thì các bạn kiểm tra lại. Các bạn đã join rồi thì các bạn bấm done nè. Tiếp tục các bạn gửi đường link vào Twitter của mình nha. Thì các bạn nhập vào bài gạch anh cùng nè. Bạn nhập vào hồ sơ nè. Nhập vào bài gạch anh cùng nè. Nhập vào chia sẻ nè. Tất cả các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục join vào nguồn này gấp mới có nó nè. Rồi bạn nó join rồi bấm done nè. Tiếp tục nó có tweet không bạn bấm yes. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ HobbyEcoChain trên với MetaMask các bạn hoặc là podcast tôi cần podcast chứ. Thì các bạn có thể gửi địa chỉ với ETH trên với MetaMask nhớ tích hợp mà HobbyEcoChain vào người ta các bạn. Thì có HT đấy. Rồi các bạn sẽ chép nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Mình gửi cho bot nè. Tiếp tục thì bạn bấm vào sao tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha bạn. Mình đã nhận được 111 triệu token có cái hiệu là HTMON. Các bạn việc lên ghép mình chia sẻ cho bạn bè những thằng để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.